Quý vị thân mến, em Bảo đang có mặt ngay tại biển Hồ thuộc tỉnh Siem Reap của vùng Bắc Campuchia. Ngoài trong chương trình, quý vị, trong chương trình của em Bảo đi thì quý vị nhà mình có thể thấy được hai bên bờ sông của mình, đó là cộng đồng người Việt mình sinh sống, hoặc là mình có thể đi đến cái ngôi trường mà do thầy Nguyễn Minh Luân, thầy là hiệu trưởng và thầy đang nuôi dạy hơn 300 trẻ em cơ nhở, là tức nghĩa là người Việt mà quý vị. Và ngay tại biển Hồ này á thì nó có rất là nhiều nhà bè, quý vị nhà mình có thể thấy xung quanh nè, và đặc biệt đó là sông nước mênh mông. Và khi mà nó sông nước mênh mông thì người ta có thể nuôi rất là nhiều loại hải sản, động vật hay là tôm, cua, rất là nhiều cái loại khác nhau. Nhưng mà không quý vị, ở đây thì người ta nuôi một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là họ nuôi cá sấu. Quý vị nhìn mình có thể thấy nè. Nếu mà em Bảo nói chả may thôi mà nó sẩm ra một cái thì em Bảo cũng không biết đường nào mà làm, quý vị. Mình thấy đặc biệt. Trong chương trình tham quan biển Hồ với em Bảo thì mình sẽ dừng lại cái quán cà phê ngay tại đây để mà mình uống cà phê, mình uống nước ngọt, hoặc là mình uống nước dừa, hoặc có thể mình uống bia nữa quý vị. Và đó là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt khi mà đại gia đình nhà mình mua tour Campuchia tại gia đình mình nhé. Học luôn. Và quý vị thân mến, lại là em Bảo đây. Và hiện tại em Bảo đang đứng ở trên một cái mái nhà của một cái nhà bè, mà cái chỗ này là quán cà phê quý vị. Và quý vị nhà mình có thể nhìn thấy được xung quanh, quý vị, nó rất là đẹp, rất là chill vào những buổi chiều. Và quý vị nhà mình có thể nhìn thấy nè. Và ngay tại biển Hồ này quý vị, sau 4 giờ chiều là các bạn học sinh nhỏ đó sẽ đi học về. Và khi mà họ đi học về, họ đua những chiếc thuyền, nó nhìn nó rất là dễ thương. Rồi, nhìn vào sông nước mênh mông quý vị, đó là một trong những điều rất là đặc biệt khi mình đến với lại biển Hồ. Quý vị nhà mình không nên bỏ qua. Xin chào mọi người, đây là chị Hương. Vừa mới trải nghiệm cái gì buổi sáng lắm. Nhưng chị thì ồ, mình sẽ hỏi chị xin em là cảm nhận như thế nào nhá. Nhưng mà đây là lần đầu tiên của chị thế ạ? Đây là lần đầu tiên của chị đến đây là một chủ tháp. Thì cảm nhận đầu tiên của chị Hương là rất là tuyệt vời. Bởi vì là thực ra là giữa một cái vùng nước mênh mông như thế này thì được ngắm mặt trời mọc vào một buổi sáng sớm như thế thì quả thật là rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn trai các bạn đã rất là nhiệt tình, rất là thân thiện và rất là chu đáo. Cho nên là cái chuyến đi này mình cảm nhận thấy là ngoài cái cảnh đẹp của đất nước chúng ta còn ấm áp thì tình cảm của các bạn cũng thân thiện du lịch. Nếu như mà có lần sau tham quan các nơi khác thì sẽ chọn chỗ nào mà có bạn trai. Còn thì chúng tôi sẽ đi tiếp. Dạ, cảm ơn chị. Biển Hồ là nơi sinh sống của những dân địa phương Campuchia, Việt Nam mà sinh sống tại Campuchia, không biết là mình sẽ cảm nhận đấy. Giống phải theo cái những cái quan sát của mình thấy là Biển Hồ có đặc sắc so với những cái điểm tại biển Hồ thì cũng rất là đặc sắc đấy, bởi vì là cái những cái nhà đồi, cái thuyền ở đây nó cũng mang cái nét đặc trưng riêng của Campuchia. Dạ. Đấy, và thấy cái cuộc sống ở đây thì buổi sáng mọi người cũng rất là nhộn nhịp. Từ sáng sớm mình đi nhân sáng sớm đi cũng đã thấy là mọi người đe thuyền rồi các cái phương tiện đi lại trên biển hồ, và thế thì dân ở đây cũng rất là cần tình, cho em chỉ chịu khó và chúc chị Hương có thật nhiều sức khỏe, năm mới thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công ạ. Cảm ơn em.